Trong phần giải đáp hôm nay, có bốn vị là những người đã từng tìm hiểu và nghiên cứu về pháp môn thiền tông nhiều năm nay. Bốn vị đã đặt 73 câu hỏi và gửi về thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, gồm 1. 5 câu hỏi của Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 2. 22 câu hỏi của Phùng Thị Thơm, cư ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 3. 25 câu của Nguyễn Cơ Duy, cư ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 4. 21 câu của Nguyễn Văn Trung, cư ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là 73 câu hỏi của bốn vị đã gửi về như sau. Kính thưa bác Nguyễn Nhân, con tên là Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Con có một số câu hỏi, kính mong bác giải đáp giúp con một số thắc mắc như sau ạ. Hỏi về cấu tạo vũ trụ. Trong giải đáp phần 6/8 ngày 26 tháng 1 năm 2020, ngay câu hỏi đầu tiên bác có trả lời thoáng qua về vật chất tối. Bác nói rằng những gì thấy được, hiểu được thì gọi là vật chất sáng, cái gì không hiểu được thì gọi là vật chất tối. Hiện nay, các nhà khoa học vật lý không gian khám phá ra trong vũ trụ có các thành phần. Thứ nhất, vật chất sáng, hay còn gọi là vật chất thường, là thành phần tạo ra các thiên hà, thái dương hệ, hành tinh, vạn vật, v.v. Thành phần này chỉ chiếm gần 5% trong toàn bộ vũ trụ. Phần 2, vật chất tối, chiếm khoảng 20-25% vật chất trong vũ trụ. Loại vật chất này được cho rằng cấu tạo bằng các hạt vô cùng nhỏ, không thể nói rất nhẹ hay rất nặng, được gọi là các hạt vật chất tối. Vật chất tối còn gọi là vật chất vô hình. Nó vô hình vì nó hoàn toàn không hấp thụ, không phản xạ, không tương tác với quang phổ điện từ. Quang phổ điện từ là thứ mà chúng ta dùng để phát hiện ra các sự vật. Chưa có thiết bị nào của loài người nhận diện ra được hình thể của vật chất tối. Các nhà khoa học chỉ có thể nhận ra sự hiện diện của nó thông qua hiệu ứng hấp dẫn. Con xin giải thích khái niệm về hiệu ứng hấp dẫn. Trong một thái dương hệ, hay còn gọi là một tam giới, các hành tinh quay xung quanh một ngôi sao, gọi là mặt trời, theo vòng tròn. Đây gọi là hiệu ứng hấp dẫn. Trong vũ trụ, có vô số thiên hà. Mỗi thiên hà có rất nhiều các thái dương hệ. Người ta nhận ra rằng các thiên hà không hoàn toàn phân bổ ngẫu nhiên, mà dường như bị hút kéo vào, được bao bọc lại trong một bầu tròn, là khối vật chất tối vô hình. Trong vũ trụ, ánh sáng từ vật A chiếu đến vật B. Trên đường đi của mình, ánh sáng bị bẻ cong bởi một vật thể vô hình, chứ không phải theo một đường thẳng nữa. Các vật thể vô hình này tùy theo độ bẻ cong mà người ta xác định chúng có kích cỡ không đồng đều nhau. Các khối vật chất này gọi là vật chất tối. Phần 3. Năng lượng tối. Khối năng lượng này chiếm toàn bộ diện tích còn lại của vũ trụ. Loại năng lượng này không xoay chiều mà chỉ co vào hay giãn ra. Bằng chứng là khoảng cách giữa các thiên hà theo thời gian, chúng thay đổi khoảng cách gần lại hoặc xa nhau ra. Kính thưa bác, dựa vào thiền tông con xin hỏi rằng, câu số 1, có phải các hạt vật chất tối chính là Phật tánh không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu 1 của Nguyễn Văn Nhàn. Vật chất tối là điện từ, trong đó có điện từ quang là Phật tánh.
Câu 2. Có phải các khối vật chất tối lớn nhỏ khác nhau gây ra các hiệu ứng bẻ cong ánh sáng của các vật thể trong vũ trụ chính là hình thể của Phật không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu 2 của Nguyễn Văn Nhàn. Ánh sáng di chuyển bị cản bởi vật chất hữu hình nên bị bẻ cong. Ánh sáng di chuyển theo trái đất nên bị bẻ cong theo trái đất. Khi loài người chế tạo ra trạm không gian, điện từ đi đường thẳng từ điểm A lên trạm không gian rồi đi thẳng xuống điểm B. Câu 3. Có phải năng lượng tối bao trùm tất cả chính là điện từ quang không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu 3 của Nguyễn Văn Nhàn. Năng lượng tối là điện từ âm dương chứ không phải điện từ quang. Hỏi về trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Trong thái dương hệ chúng ta đang sống, trước đây các nhà khoa học cho rằng các hành tinh xoay xung quanh mặt trời, cho nên nhiều người cho rằng mặt trời không di chuyển theo quỹ đạo mà tự quay quanh trục của nó. Nhiều người học thiền tông cho rằng nơi không bị quay trong trung tâm mặt trời gọi là trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Tuy nhiên, ngày nay khoa học lại phát hiện ra rằng hành tinh lớn nhất trong thái dương hệ là Sa Mộc lại không quay xung quanh mặt trời mà quay xung quanh một điểm phía trên mặt trời. Điểm này gọi là tâm tỷ cự. Do đó, theo hiệu ứng hấp dẫn do quỹ đạo quay của Sao Mộc gây ra, mặt trời cũng bị di chuyển theo quỹ đạo riêng của nó như các hành tinh khác, quay xung quanh tâm tỷ cự này. Vậy thưa bác, con xin hỏi các câu như sau. Có phải tâm tỷ cự chính là trục của trung tâm vận hành luân hồi của tam giới không? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu 4 của Nguyễn Văn Nhàn. Mặt trời vẫn quay ở trung tâm tam giới. Nếu không quay thì nó bị tan rã, cả tam giới bị chết. Tâm tỷ cự là trung tâm của một vùng vật chất, vật tư của đất, nước, gió, lửa, chứ không phải là của tam giới. Các nhà khoa học không biết tổ chức một tam giới đâu. Câu 5. Trục này rất gần với mặt trời, vậy khi các tánh Phật đi vào hay thoát ra khỏi tam giới, có bị đi qua khu vực gần mặt trời hay không? Kính mong bác vui lòng giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn bác rất nhiều. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đáp câu 5 của Nguyễn Văn Nhàn. Tánh Phật đi vào trái đất bằng con đường đầu hút cửa hải trụ âm của tam giới do một kim thân Phật phân thân đưa vào. Tánh Phật trở về vật giới bằng con đường đầu đẩy cửa hải triều dương của tam giới do một kim thân Phật phân thân vào trái đất rước về nếu có công đức vô lượng. Còn nếu công đức vừa hay ít thì tự theo hoa tiêu của vị Phật ngự ở tầng bình lưu rước về. Nói tóm lại, các nhà khoa học họ không biết cấu trúc tam giới là gì, không biết cấu trúc trái đất là sao, không biết tổ chức trái đất như thế nào, không biết tổ chức thân người có bao nhiêu thứ, không biết tánh của con người có mấy loại tánh, mà bác chỉ nói có hai thứ tánh, chứ thật sự mỗi con người có đến năm thứ tánh, không biết ở trái đất và tam giới có mấy loại điện, vân vân. Kể tất cả các đạo ở trái đất này cũng không biết. Trên trái đất này không ai biết đạo có mấy loại, vân vân. Căn bản, vật chất thấy giải thích được công dụng là vật chất sáng. Vật chất thấy nhưng không giải thích được công dụng là vật chất tối. Còn tất cả những gì có mà cấu trúc bằng điện từ âm dương thì các nhà khoa học họ không biết được. Các tôn giáo hay đạo giáo cũng không ai biết được tổ chức của cõi vô hình, kể cả những vị giáo chủ của tất cả các đạo, ngoại trừ sư phụ Thích Ca. Cảm ơn cháu Nhàn đã hỏi. Bác Nhân. Kính thưa bác, con tên là Phùng Thị Thơm, cư ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Con có một số câu hỏi xin bác vui lòng giải đáp giúp con. Trước đây bác giải đáp, trong con người có hai tánh, trái đất có năm loài, thần, người, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục và cây cỏ. Loài thánh có hai loài, thánh thượng thì ở cõi trời, thánh hạ thì ở trái đất. Trong loài thánh hạ ở trái đất có 15 loài, chia thành 5 đẳng cấp, vân vân. Và bác nói, khi công bố bí kíp, 100 người té hết 99. Mặt trời mọc đằng Tây, không mọc đằng Đông. Bây giờ bác dạy, trái đất có ngũ thú tạp cư, người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ. Con người có 5 thứ tánh, Phật, người, thần, thánh, ngạ quỷ. Bác có dạy bài kệ, tánh Phật của ta màu vàng, tánh người 16 màu cam vụng về. Loài thánh giúp ta không mê, màu xám ngạ quỷ gọi về với y. Thần thì không nể điều chi, tạo nghiệp nhân quả thực thi luân hồi. Công đức vô lượng đúng rồi, tiễn về Phật giới là hồi quê xưa. Còn trong bài kệ về lá cờ Phật giáo Thiền Tông, màu vàng Phật tánh của ta, màu xanh thanh tịnh tánh ta rõ ràng, màu trắng trí tuệ sáng choang, màu đỏ ý chí hiên ngang trở về, màu cam công đức mang về, trở về Phật giới là về quê xưa. Thưa bác, con xin hỏi một số câu như sau. Một, bác từng nói giáo lý Thiền Tông có 3 quyển. Một quyển để cho người ta ăn cắp. Quyển 2 là nói về những điều thực tế. Quyển 3 là nói về sự thật. Vậy, những gì chúng con được học trước kia là thuộc về thực tế chứ không hẳn đã là sự thật. Chỉ đến khi được nhận bí kíp Thiền Tông thì mới hiểu sự thật, có phải không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của Phùng Thị Thơm. Giáo lý Thiền Tông Nguyễn 1 dạy về căn bản. Giáo lý Thiền Tông Nguyễn 2 dạy về thực tế. Giáo lý Thiền Tông Nguyễn 3 dạy về sự thật. Thưa bác, nay bác nói 5 loài sống chung trên trái đất là người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ. Vậy tại sao không phân loại các loài súc sinh, địa ngục và hoa báo nữa ạ? Phải xếp các loài này vào đâu? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Phùng Thị Thơm. Về ngũ thú tạp cư có 2 đường giải thích. Một, tu theo đạo Phật mà còn nhân quả luân hồi thì tính có 5 loài như sau. Loài thần gồm có loài thánh và loài tiên tính là 1. Loài người có 4 màu da, đen, vàng, đỏ, trắng tính là 1. Loài ngạ quỷ có thập loại, tức có 10 loại tính là 1. Loài súc sinh có vô số loài tính là 1. Loài địa ngục có 18 loài tính là 1. 2. Tu theo đạo Phật giác ngộ giải thoát thì có 5 loài như sau. 1. Loài người có thân người là tứ đại, nhờ điện từ âm dương cuốn hút mới hình thành thân người và tồn tại tính là 1. 2. Loài thần chỉ đứng nhìn thân và tánh người làm gì thì thực thi nhân quả đó tính là 1. 3. Loài thánh có thập loại thánh, chuyên giúp tánh người hiền lành sống trong nhân, nghĩa, lễ, trí tính, làm theo tánh Phật tính là 1. 4. Loài tiên giúp con người sống nhàn hạ tính là 1. 5. Loài ngạ quỷ có thập loại, tức có 10 loại. 10 loại này hay suối con người làm bậy tính là 1. Riêng trong con người có 5 thứ tánh: tánh Phật, tánh người, tánh thần, tánh thánh, tánh tiên bị tánh cô hồn chiếm lấy. 3. Thưa bác, việc con người có 5 thứ tánh là có sẵn tự nhiên,
Từ khi tượng hình trong tử cung mẹ, hay chỉ khi phát ra cái tưởng trong tánh người, thì mới bị bốn loài kia nhập vào, để thị hiện ra tánh của loài đó? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Phùng Thị Thơm. Con người có năm thứ tánh, cháu xem trong hình ngũ sắc tự biết. Đây là quy luật tổ chức tánh người ở trái đất này. Tánh Phật vào trái đất, vào gia đình, xin làm con cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công ức. Nhưng thân và tánh người duyên hợp theo quy luật vật lý, mà trái đất này do thần, thánh, tiên làm chủ, sống trong khuôn phép vật lý. Còn loài ngạ quỷ không nằm trong quy luật vật lý, mà đứng ngoài để tham gia vào cái tưởng của tánh người. Thấy tánh người tưởng gì, thì loài ngạ quỷ này cho thỏa mãn cái tưởng của tánh người ngay. Ngạ quỷ không có nhiệm vụ gì trong tánh người, đứng ngoài làm đủ thứ trò, nhất là linh thiêng, để tánh người thích, rồi dụ tánh người lập ra này, lập ra kia, để dụ tánh người nào tưởng nhiều làm theo. Do đó mà ở trái đất này mới có nhiều thứ tưởng là vậy. Vì vậy, vị Phật mới vẽ sơ đồ tánh con người có tánh loài ngạ quỷ, dẹp tánh tiên không nằm trong tổ chức của tánh người là vậy. 4. Thưa bác, mọi thứ tánh trong con người có nhiệm vụ gì đối với sự sống của chính cá thể con người và sự tồn vong của trái đất? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Phùng Thị Thơm. Nhiệm vụ của mỗi thứ tánh trong con người như sau. Tánh người do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại nên tự động phát ra tánh người. Có 16 thứ là công cụ cho tánh Phật tạo công đức. Tánh Phật là điện từ quang, là sự sống của con người, mượn thân và tánh người tạo công đức. Tánh Thánh có nhiệm vụ trợ giúp tánh người sống thánh thiện, tức sống trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Tánh Tiên có nhiệm vụ trợ giúp tánh người sống nhàn hạ, để đợi ngài vị Phật cho công bố công thức dạy tạo công đức, để tánh người tạo công đức cho tánh Phật mang trở về Phật giới, nhưng bị tánh ngạ quỷ chiếm lấy và làm chủ tánh người, tạo ra những gì mà tánh ngạ quỷ muốn, vân vân. Tánh Thần đứng nhìn bốn thứ tánh này điều khiển thân và tánh người làm gì, sau cùng thực thi nhân quả. 5. Thưa bác, việc chọn một trong năm tánh để sử dụng là do điều gì trong con người quyết định? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 5 của Phùng Thị Thơm. Có hai phần. Một, do nghiệp của mỗi con người quyết định. Hai, do cái tưởng của con người quyết định. 6. Thưa bác, cùng một lúc con người có thể phát ra mấy thứ tánh, hay mỗi tánh chỉ thị hiện lần lượt tùy theo mục đích? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Phùng Thị Thơm. Tùy theo cái tưởng của mỗi con người. 7. Thưa bác, hành vi nào của con người thì thể hiện cho các tánh mà họ sử dụng? Xin bác cho ví dụ cụ thể về hành vi từng loại tánh ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Phùng Thị Thơm. Do kiến chấp và cái tưởng của con người. 8. Thưa bác, có phải chọn loại tánh nào để hành động thì sẽ tạo nhân quả theo loại tánh đó không ạ? Xin bác cho ví dụ cụ thể. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của Phùng Thị Thơm. Phần này không cho ví dụ cụ thể được. Vì con người ai cũng sống vô minh, tức không sáng, thì làm sao cho ví dụ được? Nếu người nào sống không bị vô minh, tự nhiên biết. 9. Thưa bác, tánh thánh trong con người là thuộc về thánh nào, thánh thượng hay thánh hạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 9 của Phùng Thị Thơm. Đó là tánh thiện, mà trong các cửa chùa để hình ông thiện đó. 10. Thưa bác, nếu thuộc về thánh hạ thì trong năm đẳng cấp
Con người sử dụng tánh thánh nào và sử dụng lúc nào ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Phùng Thị Thơm. Thánh hạ là thánh xếp vào thần, thánh, tiên là thánh này đó. Trong kinh nói câu, nhân chi sơ tánh bản thiện là nói đến tánh thánh này đó. 11. Thưa bác, trong lá cờ Phật giáo, công đức tượng trưng cho màu cam, tánh người được tượng trưng là màu xanh. Còn trong bài kệ về năm loại tánh, thì tánh người lại có màu cam. Thưa bác, tại sao lại như vậy ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của Phùng Thị Thơm. Trong lá cờ nêu, màu vàng tánh Phật của ta, tức tánh Phật chân thật, màu cam công đức để ta mang về. Còn thân người trong ngũ sắc có màu cam là nói tánh người tạo công đức cho tánh Phật mang về Phật giới. 12. Thưa bác, có phải màu sắc trong năm tánh của con người có sự khác biệt nhau là do tần số của điện từ âm dương gia giảm theo mỗi loại tánh phải không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12 của Phùng Thị Thơm. Trong năm tánh của mỗi con người, mỗi tánh phụ trách một công việc. Tánh nào mạnh thì tánh đó sử dụng nhiều. Giống như thế gian, sức mạnh là lẽ phải vậy. 13. Thưa bác, một vị toàn năng toàn giác hay một vị đã kiến tánh có thể biết con người đang sử dụng loại tánh nào thông qua điều gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 của Phùng Thị Thơm. Vị toàn năng toàn giác hay một vị đã kiến tánh giống như người sáng mắt. Còn không toàn năng toàn giác hay không kiến tánh thì giống như người mù vậy. 14. Thưa bác, một con người thì có 5 thứ tánh tùy nghi sử dụng. Vậy các loài thần, thánh, tiên, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục thì chỉ có 2 thứ tánh hay sao ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 của Phùng Thị Thơm. Duy nhất chỉ có loài người có 5 thứ tánh, còn tất cả các loài kia chỉ có một thôi. Ví dụ như loài trời chỉ có tánh trời. Tương tự ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, thực vật chỉ có một tánh là hưởng phước hay trả nhân quả mà thôi. 15. Thưa bác, tánh Phật không bao giờ ngủ. Vậy một người khi ngủ hay khi bệnh nặng, bị tai nạn, bị hôn mê hoặc đang trong giai đoạn cận tử nghiệp thì các loại tánh khác trong con người sẽ như thế nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 của Phùng Thị Thơm. Tánh Phật không bao giờ ngủ, chỉ thấy, nghe, nói, biết trong sáng vậy thôi. Chui vô thân người thì phải theo cơ chế vật lý quy luật âm dương. Đói ăn, mệt ngủ, thân trục trặc bị đau, vân vân. Khi mình chết chuyển qua trung ấm thân, đưa lên cõi trời thì sống theo tánh trời hưởng thụ. Vào loài nào thì sống theo tánh của loài đó trả nhân quả. 16. Thưa bác, trước đây bác có nói tánh người chứa khối nghiệp phước đức, ác đức, tánh Phật chứa công đức. Nay bác dạy con người có 5 tánh. Vậy mỗi loại tánh này lưu giữ cái gì? Tàng thức con người được giữ trong tánh nào là chính? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16 của Phùng Thị Thơm. Tánh Phật có kho chứa công đức, tánh người có kho chứa nghiệp, gọi là tàng thức, gồm phước đức, ác đức. Khi thân tứ đại con người chết, tánh người trở thành là trung ấm thân. Trong trung ấm thân này chứa 2 thứ, một là khối nghiệp, 2 là tánh Phật. 2 thứ này đi theo nhân quả luân hồi. Còn tánh thánh, tánh ngạ quỷ, thế tánh tiên, tánh thần, 3 tánh này ở lại trái đất, chuyển sang nhiệm vụ của tánh người khác. 17. Thưa bác, một người khi đã học thiền tông, đã và đang tạo được công đức, vậy các tánh khác trong người đó có biết không và có xung đột ngay trong thân người không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17 của Phùng Thị Thơm.
Việc ai nấy làm, không xung đột, giống như cơ quan nhà nước hay xí nghiệp vậy. 18. Thưa bác, một người khi đã học và hiểu thiền tông, ham muốn giải thoát, vậy đối với các loại tánh khiến gây ra nghiệp đi luân hồi, họ có thể kiểm soát để không sử dụng các tánh đó không? Có cần phải kiểm soát không? Và kiểm soát bằng cách nào ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 18 của Phùng Thị Thơm. Bà biết năm thứ tánh của con người. 1. Tánh Phật, mượn thân và tánh người tạo công đức, rất khó tạo. Vì sao? Vì 10.000 năm mới có một vị Phật dạy. 2. Tánh người, là công cụ cho ba tánh, gồm 1. Là tánh Phật, muốn tạo công đức nhưng không ai dạy, phải tạo theo cái tưởng của tánh người. 2. Là tánh thánh, chuyên tạo phước đức. 3. Là tánh tiên, chuyên nhàn hạ, bị tánh ngạ quỷ chiếm, chuyên tạo ác đức. Cháu suy nghĩ xem, trong mỗi con người có 5 loại tánh. Mỗi tánh có việc làm như vậy, tánh nào cũng muốn tánh mình tạo nhiều. Muốn phá vỡ quy luật này, tánh Phật phải phá được vô minh đang bao phủ tánh Phật, thì tánh Phật mới kiểm soát được tánh người. Vì không ai biết nguyên lý này, nên phải làm theo tưởng, tham, ác, kiến chấp của tánh người, thì làm sao kiểm soát được tánh người? Muốn kiểm soát được tánh người, duy nhất phải làm sao trong tánh Phật có nhiều công đức, thì tánh Phật phát sáng tự nhiên, mới phá được vô minh, thì mới kiểm soát tánh người được mà thôi. 19. Thưa bác, các vị nguyên thủ quốc gia thì mang tính gì nổi trội? Ngoài nhân quả của riêng họ thì điều gì khiến họ có sự ảnh hưởng lớn đối với thế giới? Ai là người chi phối sự ảnh hưởng đó của các nhà lãnh đạo này? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 19 của Phùng Thị Thơm. Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam có khuyên một câu: tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam phải tu bằng trí tuệ. Dù đạo nào đi chăng nữa cũng do tưởng tượng của con người mà ra. Còn các vị lãnh đạo quốc gia, người ta sống thực tế, sống bằng trí tuệ sáng suốt, không sống theo đạo thì không thể nói theo công thức của đạo được. 20. Thưa bác, bác nói loài thú không có cái tưởng, vậy tại sao chúng cũng biết thể hiện cảm xúc và phát sinh hành động theo cảm xúc? Ví dụ, chó, mèo nhớ chủ lặn lội đi tìm, hoặc buồn đến nỗi bỏ ăn mà chết. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 20 của Phùng Thị Thơm. Các loại gia súc là loại sắp trở lại làm người, nên tánh thú của nó có tình cảm như vậy đó. 21. Thưa bác, người triệt phá thiền tông vào hầm lửa lớn làm loài di khuẩn, vậy loài này được xếp vào mục nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 21 của Phùng Thị Thơm. Đây là quy luật nhân quả tự nhiên ở trái đất này. Duy nhất chỉ có thiền tông mới biết siêu nhân quả này thôi. Người bình thường không ai biết, nên không xếp vào mục được. 22. Thưa bác, đạo Phật là do một người toàn năng toàn giác lập ra, còn các đạo khác thì lập ra trên nguyên tắc tam giáo đồng nguyên. Vậy tại sao trong khối tam giáo đồng nguyên này vẫn xảy ra các cuộc thánh chiến, thanh trừng lẫn nhau? Điều này do ai tác động, mục đích để làm gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 22 của Phùng Thị Thơm. Cháu không biết tam giáo đồng nguyên là gì nên cháu mới hỏi như vậy. Tam giáo đồng nguyên nằm trong 3 thời kỳ lập đạo của Đức Phật dạy. Ở trái đất này không ai giải thích đúng tam giáo đồng nguyên được. Khi nào quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được xuất bản ra thì cháu mới hiểu được tam giáo đồng nguyên mà thôi. Khi nào quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được xuất bản ra thì bác không biết. Cảm ơn cháu đã hỏi. Bác Nhân.
Kính thưa chú, con tên là Nguyễn Cơ Duy, cư ngụ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giải đáp của chú cho thiền gia Huỳnh Thị Thu Lan ở Cà Mau, đăng ngày 29 tháng 8 năm 2021 vừa qua. Theo đó, con xin được đặt thêm một số câu hỏi như sau. Thưa chú, khi giải đáp câu 4, chú nói trung ấm thân có công đức vô lượng thì giao cho ban nghi lễ hành lễ tiễn về Phật giới. Trung ấm thân có công đức trung bình hay ít thì giao cho ban dặn dò, dạy đường về Phật giới. Con xin có các thắc mắc như sau. Câu 1. Thưa chú, phải chăng lời dặn dò đường về Phật giới có bổ sung phải không ạ? À? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 1 của Nguyễn Cơ Duy. Đây là lời dặn dò trình bày chi tiết hơn. Câu 2. Thưa chú, đối với việc các vị thánh sẽ giả làm Phật mà trung ấm thân còn không theo, vậy tại sao trung ấm thân phải nghe theo sự hướng dẫn của ban dặn dò ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 2 của Nguyễn Cơ Duy. Đây là nhiệm vụ của ban dặn dò phải làm. Câu 3. Thưa chú, làm sao phân biệt được ban nghi lễ, ban dặn dò với các vị thần và thánh xuất hiện thử thách trung ấm thân ạ? À? Thành phần, số lượng, hình thức, hành vi của các ban này ra sao? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 3 của Nguyễn Cơ Duy. Khi người chết mang trung ấm thân, tức thân điện từ âm dương, thì sẽ thấy ban nghi lễ này ở trong phạm vi của ban thần. Các thánh thử thách không ở trong khuôn viên này. Khi ban thần làm xong nhiệm vụ thì mới thả trung ấm thân ra ngoài, thì mới gặp các vị thánh thử thách, tức gặp thập loại cô hồn này. Câu 4. Thưa chú, nếu ở trường hợp công đức trung bình hay ít xuất hiện ban dặn dò dạy đường về Phật giới, vậy khi còn sống, người học thiền tông có cần học thuộc lời dặn dò để phát ra pháp trần nữa không ạ? À? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 4 của Nguyễn Cơ Duy. Giống như các thí sinh đi thi vậy, ở nhà thì phải học cho thuộc bài, mà phải học thuộc nhuần nhuyễn. Khi đến trường thi, vị thầy giáo dẫn đi bắt buộc phải nhắc lại lần thứ hai để học sinh nhớ và yên lòng khi vào lớp thi vậy. Câu 5. Thưa chú, nếu vẫn cần thiết phải học lời dặn dò để phát ra pháp trần, thì tại sao ban dặn dò lại phải xuất hiện để dạy lại lần nữa? Mục đích để làm gì ạ? À? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 5 của Nguyễn Cơ Duy. Đây là tổ chức của ban nghi lễ thần bắt buộc như vậy, thế mà chỉ số làm sai có đến 40%. Mục đích chính của ban thần thánh tiên muốn 100% tánh Phật có công đức được trở về hết Phật giới, không có tánh Phật nào bị cô hồn lừa. Câu 6. Thưa chú, 10.000 năm mới có một vị Phật dạy giác ngộ và giải thoát. Vậy khi Thiền Tông ra đời, có Phật tánh được trở về Phật giới, trái đất có hiện tượng gì khi xảy ra hiện tượng hy hữu này không ạ? À? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 6 của Nguyễn Cơ Duy. Phần này chú không trả lời, mà chú chỉ nói cơ bản về bản thân con người. Khi con người già yếu thì có rất nhiều chuyện xảy ra với người già này. Đây là cơ bản của chu kỳ thành trụ bại diệt của con người và vạn vật cũng như trái đất. Thưa chú, khi giải đáp câu 17, chú nói về việc 16 vị kim thân Phật và 33 vị chúa cùng nhau đến trái đất họp để phân nhiệm vụ cho ba ban bệ thần thánh tiên và nhiệm vụ của loài tiên ở trái đất này. Con có một số thắc mắc như sau. Câu 7. Nhiệm vụ của loài tiên là lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh để cho người tu theo đạo tiên vào hưởng phước sau khi chết, chờ ngài dự hội nghị Long Hoa. Vậy loài thần và loài thánh thì lập ra cái gì để cho những người tu theo đạo thần và đạo thánh vào hưởng phước để chờ ngài đón vị Phật tương lai ạ? À? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 7 của Nguyễn Cơ Duy. Những người tu theo đạo thần và đạo thánh, mục đích của họ là
tu theo đạo thần để hưởng phước đức có sức mạnh, tu theo đạo thánh để hưởng phước đức có linh thiêng. Còn đón Phật tương lai họ không biết, mà chỉ biết sau khi họ vào loài thần, loài thánh sống, họ mới xem được tấm biểu đồ vị Phật dạy đạo ở trái đất này, họ mới biết mà thôi. Khi các vị ban bệ trời túi thiên vương cộng 16 vị Phật cộng 33 vị Chúa Trời lập ra ban điều hành trái đất gọi là tạo thiên, được phân công như sau: thần chủ trái đất và thần mẫu được hai quyền. Quyền một, cho phép các tín Phật vào trái đất, vào gia đình xin làm con cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công đức. Quyền hai, lập ra các ban. Một, ban nghi lễ tổ chức 20 phần lễ. Hai, ban quản lý tánh Phật, mượn thân và tánh người. Ba, ban thực thi nhân quả. Bốn, ban trợ giúp tánh người sống nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Năm, ban thần hộ pháp. Sáu, ban thần kim cang. Thánh chủ trái đất và thánh mẫu được 4 quyền. Một, lập ra ba đạo thần, thánh, tiên. Hai, lập ra ban quản lý đạo thần, thánh, tiên. Ba, lập ra ban phụ ban nghi lễ thần. Bốn, lập ra ban phụ giúp tánh người sống nhàn hạ ở trong gia đình để không tạo nhân quả bên ngoài gia đình. Tiên chủ trái đất và tiên mẫu được 4 quyền. Một, lập ra nước Bồng Lai tiên cảnh và đại hải thanh tịnh. Hai, lập ra ban quản lý ba đạo thần, thánh, tiên. Ba, lập ra ban phụ ban nghi lễ thần. Bốn, lập ra ban phụ giúp tánh người sống nhàn hạ ở trong gia đình để không tạo nhân quả bên ngoài gia đình. Câu 8. Thưa chú, mỗi vị Phật ra đời cách nhau 10.000 năm. Vậy những người tu theo đạo thần, thánh, tiên vào các nơi hưởng phước để chờ vị Phật sau, như chú vừa giải đáp như trên, thì tuổi thọ và sự tái sinh của họ như thế nào ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 8 của Nguyễn Cơ Duy. Thần, thánh, tiên không có tuổi thọ. Tất cả những thân mang điện từ âm dương không có tuổi thọ. Mang thân điện từ âm dương đi hưởng phước hay trả nhân quả xấu mà thôi. Hưởng hết phước hay trả hết nhân quả xấu trở lại mang thân người để tạo nghiệp khác, gọi là nhân quả luân hồi. Chỉ có thân mang thân tứ đại mới có tuổi thọ mà thôi. Câu 9. Thưa chú, nhân gian có câu rảnh rỗi sinh nông nổi, hoặc câu nhàn cư vi bất thiện, phải chăng là nói đến việc vì tánh tiên quá nhàn hạ khiến con người phát ra cái tưởng nên bị tánh cô hồn cướp lấy và xúi làm bậy, phải không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 9 của Nguyễn Cơ Duy. Đây là quy luật con người sống ở trái đất nhân quả này, nó là vậy. Câu 10. Thưa chú, ngoài lý do trên thì còn điều gì khác khiến xảy ra việc tánh cô hồn và tánh tiên giành giật nhau ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 10 của Nguyễn Cơ Duy. Câu hỏi này cháu hãy xem 6 hình vẽ sau đây thì cháu sẽ biết. 1 cộng 2, người cộng Phật. 3 là thánh. 4 là tiên. 5 là thần. 6 cô hồn. Chú đi vào phân tích 6 thứ tánh này. 1 là tánh người. Ẩn trong thân người để tánh Phật mượn thân người sử dụng tạo công đức. Tánh Phật sai bảo gì thì tánh người điều khiển thân người làm điều đó. Tánh người nó là như vậy. 2. Tánh Phật ở Phật giới và mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới. Chỉ thấy, nghe, nói, biết, sống trong thanh tịnh, đây là tánh Phật. 3. Là tánh thánh, giúp tánh người sống nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, sống lễ độ, để tánh Phật mượn thân người
sử dụng tạo công đức mang trở về Phật giới, khi vị Phật cho công bố công thức giải thoát ra. Đây là tánh thánh. 4 là tánh tiên, giúp tánh người sống nhàn hạ. Để tánh Phật mượn thân người sử dụng tạo công đức mang trở về Phật giới, khi vị Phật cho công bố công thức giải thoát ra. Đây là tánh tiên. 5 là tánh thần, kiểm soát tánh Phật mượn thân và tánh người. Nếu tánh Phật mượn thân người tạo công đức vô lượng, thì bàn giao cho ban nghi lễ tiễn tánh Phật và khối công đức vô lượng này mang về Phật giới. Do vị kim thân Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất dự lễ và rước tánh Phật mang công đức về Phật giới. Nếu tánh Phật mượn thân người tạo công đức vừa và ít, thì cũng bàn giao cho ban nghi lễ dặn dò tánh Phật đường về Phật giới, mang công đức vừa và ít này trở về Phật giới. Nếu tánh Phật mượn thân người tạo nghiệp ở đâu trên trái đất hay tam giới, thì bàn giao cho ban thực thi nhân quả. Đây là tánh thần. 6. Tánh cô hồn có 3 nghề. 1. Nghề suối tánh Phật mượn thân và tánh người làm đủ thứ chuyện. 2. Nghề yêu cầu tánh Phật cho nhập xác người để xưng ông này bà kia. 3. Nghề yêu cầu tánh Phật chửi, chê, phá, cướp, triệt tiêu pháp môn thiền tông, không cho công bố ra. Mục đích của tánh cô hồn là không cho tánh Phật tạo công đức mang trở về Phật giới, thế mà tánh Phật không biết. Đây là tánh cô hồn. Chú cung cấp cho cháu 6 loại tánh để tự cháu hiểu. Cháu là người tu theo đạo Phật, khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. Hãy sử dụng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật để hiểu, chứ chú không thể nói trắng ra được. Chú chỉ được phép nói ra sự thật 70% thôi. Câu 11. Thưa chú, tánh tiên giành lại được nên xảy ra sự hối hận, hay do có sự hối hận thì tánh tiên mới lấy lại vị trí của mình ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 11 của Nguyễn Cơ Duy. Cháu nhìn 6 thành phần tổ chức ở trái đất này thì cháu sẽ biết. Vì vậy nhân gian có các câu: khôn nhờ dạy chịu, mạnh được yếu thua. Vì tánh tiên không biết quy luật thế giới này, khi chợt tỉnh ra là đã mất hết rồi, dù có hối hận cũng vô ích thôi. Câu 12. Thưa chú, việc tánh tiên nằm bên tay trái, tánh thánh nằm bên tay phải của con người, việc này có liên quan gì đến việc có người thuận tay phải, có người thuận tay trái không ạ? Nếu có liên quan thì việc này có ý nghĩa như thế nào? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 12 của Nguyễn Cơ Duy. Việc tánh tiên nằm bên tay trái, tánh thánh nằm bên tay phải của con người, việc này có liên quan đến hai việc. Tay phải tượng trưng cho lẽ phải, làm gì cũng phải, sức mạnh nằm ở tay phải, vân vân. Tay trái tượng trưng cho sai trái, làm gì cũng sai trái. Đã sai trái rồi mà còn bị cô hồn giật làm bậy nữa, thì sai trái càng thêm sai trái. Câu 13. Thưa chú, việc một người tin và học theo thiền tông, ngoài công đức có sẵn, thì còn do tánh gì trong con người quyết định ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 13 của Nguyễn Cơ Duy. Người tu theo thiền tông mà có công đức sẵn. Ngoài ra, nếu người này có tần số điện từ dương cao, thì trí tuệ của họ rất sáng, nên việc tạo công đức rất dễ. Tuyệt đối, người này không làm nô lệ cho người khác. Thưa chú, tiếp theo, trong một giải đáp khác cho con, chú có nêu nhiều vấn đề rất mới mẻ. Vì còn nhiều thắc mắc nên con xin được hỏi rõ thêm ạ. Câu 14. Thưa chú có nói công đức của mỗi người cũng được chia ra làm nhiều tầng bậc. Xin chú nói rõ hơn về các tầng bậc này. Tại sao lại có sự phân chia tầng bậc trong cùng một cá thể tạo công đức, và mỗi tầng bậc như vậy có tác dụng như thế nào ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 14 của Nguyễn Cơ Duy. Về tầng bậc của mỗi công đức, chú đưa ra ví dụ như sau, cháu sẽ hiểu. Ví dụ,
Ông A này giàu. Như thế nào gọi là giàu? Ông có 1 tỷ đồng, gọi ông A này là tỷ phú. Ông có 1.000 tỷ đồng, cũng gọi ông này là tỷ phú. Thì trong công đức cũng vậy, người có 1 công đức cũng gọi là người có công đức. Người có 1.000 công đức cũng gọi là người có công đức. Vì vậy, công đức có tầng bậc là vậy. Câu 15. Thưa chú nói chữ ý của Phật tánh mà Thiền Tông sử dụng là để biết nguồn gốc xuất phát, chứ không phải là cái ý giống như duyên hợp của tánh người. Xin chú nói rõ hơn cho cháu biết sự khác biệt về cái ý của Phật tánh và cái ý trong duyên hợp của tánh người. Tiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 15 của Nguyễn Cơ Duy. Ở trong Phật giới, thấy, nghe, nói, biết nằm trong một nguyên tử sáng, chư Phật gọi là ý của tánh Phật. Thế giới loài người, thấy, nghe, nói, biết của tánh Phật là một nguyên tử sáng nằm ở trung tâm não bộ con người, nên gọi là ý của tánh người. Ý khác nhau chỗ vị trí nằm. Trong Phật giới gọi là ý của tánh Phật, trong thế giới loài người gọi là ý của tánh người. Câu 16. Thưa chú, người làm sai với giáo lý trước khi chết có biểu hiện như là co rút thân thể, sống như thực vật, hoặc chết bất đắc kỳ tử, v.v. Vậy người triệt phá Thiền Tông sẽ đi vào hầm lửa lớn, thì trước khi chết họ có dấu hiệu nào đặc biệt không ạ? Tiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 16 của Nguyễn Cơ Duy. Trong Đạo Phật có 6 quyển giáo lý, hay nói đúng hơn là có đến 8 quyển giáo lý. 5 quyển giáo lý dụng công tu hành, có chứng và có đắc ở trái đất và tam giới. 3 quyển giáo lý không dạy dụng công tu, mà chỉ dạy công thức trở về Phật giới. Người nào tu theo Đạo Phật 5 pháp môn có dụng công tu hành mà sai quyển giáo lý, thì bị nhân quả đi một trong 2 nơi gồm: 1. Làm qua báo, trước khi chết phải sống thực vật một thời gian dài hay ngắn, là do nhận tiền cúng của người mê muội nhiều hay ít. 2. Xuống địa ngục, trước khi chết thân người bị đen, còn ít cho nhiều là do bịa chuyện linh thiêng, cúng này cúng kia, nhận tiền của người mê muội nhiều hay ít. 3. Xuống hầm lửa lớn, có nhiều cách chết. Vì sao? Vì nhiều cách phá Thiền Tông nên không nói rõ được. Cái đặc biệt của người phá Thiền Tông sẽ được Thánh Chúa Trái Đất kêu gọi vào thập loại Thánh Chúa sống để không bị siêu nhân quả. Nên người gương mặt rất tươi, tức thoát ra ngoài quy luật nhân quả thông thường. Câu 17. Thưa chú, vi khuẩn và virus là 2 loài khác nhau. Vi khuẩn lớn hơn virus 100 lần, là các tổ chức sống có khả năng sinh sản thông qua quá trình sinh sản vô tính, còn gọi là sinh sản phân đôi. Còn virus chỉ được coi là các cấu trúc hữu cơ tương tác với các cơ thể sống khác để sống sót và nhân lên. Xin chú giải thích giúp con, ai tạo nghiệp gì thì sẽ thành virus hay vi khuẩn ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 17 của Nguyễn Cơ Duy. Virus là gọi theo danh từ tiếng Pháp, vi trùng hay vi khuẩn là gọi theo danh từ tiếng Việt. Virus hay vi trùng này nó có 100 loại. Mỗi bệnh của con người là do con vi trùng ăn cơ thể của con người. Virus hay vi trùng sinh sản bằng cách phân đôi thân ra, chứ không phải sinh sản như động vật. Virus hay vi trùng nhỏ nhất gọi là siêu virus hay siêu vi trùng. Thưa chú, con xin hỏi thêm về một số vấn đề khác về Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Xin chú giải đáp giúp con. Trên trang Hòa Quang Đồng Trần của Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thác, phó viện trưởng Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, có bài viết tựa đề 3 bài thơ mới được phát hiện của Trần Nhân Tông. Nói đến một bài thơ do Phật Hoàng Trần Nhân Tông chấp bút dưới tên là Điều Ngự, mà mới đây các nhà nghiên cứu mới phát hiện được. Nội dung bài thơ như sau. Điều Ngự nói: ta niệm A-di-đà, chỉ là A-di-đà. Ngươi niệm A-di-đà, Di-đà lại thành ma. Vì sao lại thành ma?
vì không rõ Tát Bà Ha. Ta hiểu Tát Bà Ha, niệm niệm là Di Đà. Con xin chú giải thích giúp con. Câu 18. Trong bài thơ xuất hiện ba chữ Ta Bà Ha, xin chú giải thích ý nghĩa ba chữ này giúp con ạ. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 18 của Nguyễn Cơ Duy. Chữ Ta Bà Ha nghĩa là Ta Bà Thế Giới, tức đi khắp thế giới. Ý Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy chữ Phật là trùm khắp mọi nơi. Niệm Phật A Di Đà là nhớ vô lượng thọ và vô lượng quang của mỗi người. Ai cũng có vô lượng thọ và vô lượng quang như Phật A Di Đà. Câu 19. Nếu không hiểu về Ta Bà Ha này, người niệm A Di Đà thì A Di Đà thành ma. Ý Phật Hoàng là người niệm thành ma hay A Di Đà thành ma ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 19 của Nguyễn Cơ Duy. Trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy: ai lấy sắc cầu ta, tức nhìn hình hai tượng Phật mà cầu Phật. Ai lấy âm thanh cầu ta, tức gõ mõ tụng kinh mà cầu Phật. Người ấy hành đạo tà. Người tu niệm Phật sẽ thành ma, chứ không phải Đức Phật A Di Đà thành ma. Thưa chú, trong cuốn Toàn tập Trần Nhân Tông của giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thác, xuất bản năm 2006 tại chương 7, một số vấn đề tư tưởng Trần Nhân Tông từ trang 88 đến 104, con thấy tác giả có nói đến các chi tiết rất thú vị như sau. Câu 20. Từ thời nhà Lý đến đời Trần, danh hiệu cư sĩ thiền sư đã có. Trong bản danh sách các cư sĩ thiền sư này, ngoài các vị vua như vua Lý Thánh Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông hay vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, thì những người còn lại đều được ghi rõ họ tên thế tục và chức tước. Thưa chú, như vậy việc chùa Tân Diệu sắp phong thiền tông sư cho các cư sĩ thiền tông tại gia không phải là chuyện chưa từng có, phải không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 20 của Nguyễn Cơ Duy. Chính Đức vua Trần Nhân Tông sắp đặt cho chùa thiền tông Tân Diệu thực hiện lời dạy của Đức Phật từ A đến Z đó. Câu 21. Đề thi đình năm 1502 có 47 câu. Câu hỏi thứ 15 đã đặt ra thế này: Điều Ngự và Huyền Quang truyền đạo gì mà được thành Phật làm tổ? Lê Ích Mộc trả lời: Tuệ Trung, Điều Ngự, Huyền Quang được pháp vô thượng, cho nên có thể gắn mình vào cảnh giới Di Đà. Viết Thiền Tông Chỉ Nam, đó là cái đạo họ truyền lại vậy. Về sau ai hiểu được lẽ vô sinh, chứng tới thành Niết Bàn thì thành Phật làm tổ. Điều ấy cố nhiên là phải thôi. Nhờ trả lời đề thi kiểu ấy, Lê Ích Mộc đã được đổ cạn nguyên. Thưa chú, quá khứ là như thế, vậy trong tương lai, hiểu biết về pháp môn thiền tông như vậy sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá là bậc trí thức, phải không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 21 của Nguyễn Cơ Duy. Phần này cháu phải hiểu. Khi chú nhận bộ sách thiền tông học này, chú có hứa với thiền tông sư ni Đức Thảo: con chỉ là người đưa tin thôi, con không dám nói bất cứ điều gì mà Đức Phật cũng như Ngài Điều Ngự Giác Hoàng dạy, con xin thề. Vì vậy chú phải giữ đúng lời hứa, chú không dám kể công hay xưng mình là ai. Sở dĩ chú lộ diện thiền tông gia hay thiền tông sư sau này là vì nhiệm vụ của chú đó thôi, chứ không dám nói gì hơn. Hôm nay các cháu hỏi chú thì chú phải trả lời để xong nhiệm vụ, chứ chú có dám nói gì hơn nữa đâu. Còn bậc thiện tri thức là người học cao hiểu rộng, chứ chú chỉ là người hành nghề chữa răng, nhổ răng, trồng răng, chỉ có vậy thôi. Sở dĩ chú phải để bản thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân là vì phải trả nợ thiền tông đó, đúng với lời hứa với thiền tông sư ni Đức Thảo và chú Tư thiền tông sư Thích Đức Hà ở Hóc Môn đã dạy chú. Câu 22. Tại một buổi giảng năm 1306, Phật Hoàng đã gửi lời cảm ơn Vô Nhị Thượng Nhân và Tuệ Trung Thượng Sĩ vì ơn mưa pháp đã thấm tới cho cháu con tắm gội. Vô Nhị Thượng Nhân chính là vua Trần Thánh Tông, cha của Đức Phật Hoàng.
Thưa chú, xin chú giải thích danh xưng vô nhị thượng nhân của vua Trần Thánh Tông giúp con ạ. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 22 của Nguyễn Cơ Duy. Vua Trần Nhân Tông ý nói cảm ơn hai vị. Một là vua cha Trần Thánh Tông. Hai là cậu Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức Trần Tung, cũng gọi là Trần Quốc Tung. Vua Trần Nhân Tông gọi vua cha và cậu là hai người có một không hai ở thế gian này, có công giúp vua Trần Nhân Tông ngộ tri kiến Phật của chính đức vua Trần Nhân Tông. Câu 23. Thời Phật Hoàng đã đúc kết mỗi người lý tưởng của Phật giáo Việt, từ những vị lãnh đạo tối cao như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải đến người dân thường. Họ đều là Phật tử nhưng sống có kỷ luật, có lý tưởng, là trượng phu trung hiếu, trung thành với tổ quốc, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Thưa chú, như vậy, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, Đức Phật Hoàng đã áp dụng cho người dân khi phát triển Thiền Tông tại nước ta thời đó phải không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 23 của Nguyễn Cơ Duy. Hiện nay, chùa Thiền Tông Tân Diệu đang nối gót Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Làm dân thì phải sống trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Làm dân có gia đình, phải lo cho gia đình. Làm dân có tổ quốc, phải lo cho tổ quốc. Làm dân phải lo cho tương lai con cháu. Vì nguyên lý này mà Đảng Cộng sản Việt Nam giao cho nhân dân làm chủ quốc gia là phải. Câu 24. Chưa bao giờ trong lịch sử Phật giáo ở nước ta hay ở bất cứ một nước nào khác mà một người xuất gia lại có thể mở mang bờ cõi và mở mang bờ cõi một cách hòa bình. Phật Hoàng Trần Nhân Tông có cái nhìn bình đẳng về con người, sử dụng lý luận ai cũng có Phật tánh, bác bỏ tư tưởng kỳ thị, xây dựng hôn nhân cho con gái mình là công chúa Huyền Trân với vua Chế Mân của nước Chiêm Thành. Nhờ đó, nhân dân Đại Việt không tốn một mũi tên, một người lính nào mà có thêm một dải đất trên 200 cây số. Thưa chú, từ quyết lược của Phật Hoàng Trần Nhân Tông thực hiện mục đích mở rộng bờ cõi về phương Nam để ngày nay tại đất rồng phổ biến pháp môn Thiền Tông là phù hợp với quy trình Thiền Tông của chư Phật phải không ạ? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 24 của Nguyễn Cơ Duy. Những vị có trí tuệ sáng suốt làm gì cũng chính xác cả. Lo cho nước, lo cho dân, lo cho nòi giống, lo cho giang sơn, lo cho tổ quốc, lo cho dân tộc trường tồn. Chúng ta là hậu nhân, phải biết công ơn này. Chính cái nhìn của vua Trần Nhân Tông đã biết trước về mạch nguồn Thiền Tông sẽ chảy đến đất rồng. Thời đó có vị quan hỏi vua Trần Nhân Tông hai câu. Một, kính thưa đức vua, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có dạy, Thiền Tông đến đời Mạt Thượng Pháp sẽ cho công bố ra tại nước rồng là nước nào, kính thưa đức vua dạy thần. Đức vua Trần Nhân Tông trả lời, nước Đại Việt ta, các triều đại sau cho mở mang về phương Nam, đổi danh nước Đại Việt thành là nước Việt Nam. Nước Đại Việt ta gốc là con rồng con tiên, tức vua Lạc Long Quân xưng vua là rồng trên trời xuống, khai mở nước Văn Lang. Còn mẹ Âu Cơ cũng là tiên trên trời xuống, nước Văn Lang làm quốc mẫu. Vì vậy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật gọi nước ta là nước rồng, tức nước con rồng, con tiên. Hai, câu hỏi thứ hai của vị quan này hỏi Đức Vua Trần Nhân Tông như sau. Kính thưa Đức Vua, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy, Thiền Tông đến đời Mạt Thượng Pháp sẽ do Long Nữ ở đất rồng cho công bố ra. Vậy đất rồng là đất nào, kính thưa Đức Vua dạy thần. Đức Vua Trần Nhân Tông trả lời, các triều đại sau cho mở mang nước Đại Việt về phương Nam, đổi danh là nước Việt Nam. Nước Việt Nam này có tỉnh gọi là Long An, tức con rồng nằm nghỉ. Đến đời Mạt Thượng Pháp, pháp môn Thiền Tông học này sẽ được công bố ra tại đất rồng, tức tỉnh Long An, do Long Nữ, tức người nữ của tỉnh Long An cho công bố ra.
Pháp môn thiền tông học này là pháp môn dạy cốt tủy của đạo Phật đó. Câu 25. Phật giáo thiền tông đời nhà Trần phát triển mạnh mẽ, nên khi đất nước bị xâm lăng, từ nhà sư Phạm Ngọc cho đến những Phật tử như Trần Trùng Quang, Lê Lợi, Nguyễn Trãi đều đánh đổi quân thù với kết cục là những chiến thắng Chi Lăng, Xương Giang vang dội, đem lại nền độc lập cho tổ quốc và sự ra đời của nhà Lê. Thưa chú, đó có phải là nhờ tư tưởng có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc mà Thiền Tông đã đem lại không ạ? Con xin cảm ơn chú rất nhiều vì đã trả lời cho con được rõ thông ạ. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 25 của Nguyễn Cơ Duy. Tất cả đạo có ở trên đời này, đạo nào cũng lo cho giáo chủ của mình. Duy nhất chỉ có đạo Phật có học vật lý Thiền Tông không lo cho giáo chủ, mà chỉ lo cho gia đình được ấm no, lo cho tổ quốc được trường tồn, lo cho nhân dân được hạnh phúc. Đây là tôn chỉ và cương lĩnh của đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam đó. Cảm ơn cháu Cơ Duy đã hỏi. Chú Nhân. Kính thưa bác, con tên là Nguyễn Văn Trung, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Con xin được hỏi một số vấn đề liên quan về một con người bình thường và một vị Phật. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, xin bác lấy sự chân thật trong Thiền Tông mà giải đáp giúp con ạ. Con xin cảm ơn bác. Thời hiện đại, con người tạo ra được các máy móc thiết bị hỗ trợ cho các giác quan của con người để thấy được các vật thể nhỏ nhất hoặc ở rất xa, nghe được những âm thanh từ hạ âm đến siêu âm, phát ra âm thanh rất lớn ở phạm vi rất rộng, v.v. Còn Đức Phật thì không sử dụng các phương tiện máy móc như vậy, mà sử dụng trực tiếp các giác căn của cơ thể để có được các năng lực siêu phàm như 18 bậc thần thông, có được ngũ nhãn, tam minh, lục thông. Ở động vật và con người, bộ não chịu trách nhiệm điều khiển hành vi gần với các giác quan như thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và cơ quan cảm giác về thăng bằng. Toàn bộ cơ thể một sinh vật bao gồm cả não bộ hoạt động được là do điện từ âm dương chi phối. Các nhà khoa học cho rằng con người chỉ mới sử dụng được 10% não bộ. Nếu có thể tăng hiệu suất hoạt động của não bộ, thì con người sẽ có thể trở thành một siêu nhân. Con xin hỏi một số vấn đề liên quan về vấn đề này. Xin bác giải thích cho con trên phương pháp luận của khoa học và thiền tông. Câu 1. Thưa bác, hiệu suất sử dụng 10% não bộ của con người là không thay đổi dù sống ở thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, thời nguyên tử, phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 1 của Nguyễn Văn Trung. Cháu phải hiểu căn bản như sau. Vị Phật thì có Phật nhãn, vị Phật thì có thiên nhãn, vị Phật thì có huệ nhãn, vị Phật thì có pháp nhãn, vị Phật thì có nhục nhãn, vị Phật thì có tam minh, vị Phật thì có lục thông, vân vân. Còn các nhà khoa học, dù có lấy được 20% hữu dụng vật chất ở trong trái đất và không gian này, thì cũng chỉ đạt 20% sự hiểu biết của Đức Phật mà thôi. Đức Phật dạy, khi loài người lấy được 15% hữu dụng trái đất và không gian, thì loài người đã hủy diệt sự sống ở trái đất này rồi, biến con người trở lại sống vào thời kỳ đồ đá. Bác xin phân tích 7 phần của Đức Phật nêu trên cho cháu biết. 1. Phật nhãn của Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy khắp trong càn khôn vũ trụ, còn con người khoa học chỉ có nhục nhãn. Người khoa học họ sử dụng viễn vọng kính, chỉ nhìn được vài hành tinh vật tư ở vòng 1 của hệ mặt trời mà thôi. Có nghĩa các nhà khoa học chỉ mới biết được 1/1 tỷ của Đức Phật mà thôi. Sự hiểu biết của các nhà khoa học thì làm sao so sánh với sự hiểu biết của Đức Phật được. 2. Thiên nhãn của Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy khắp trong một tam giới, biết rõ ràng, tường tận và chi ly, từng hình dáng thân trời,
từng cái chấp ngã của thân trời, từng cái kiêu hãnh của thân trời, vân vân. Còn con người khoa học chỉ có nhục nhãn. Người khoa học họ sử dụng viễn vọng kính, chỉ nhìn được một vài hành tinh vật tư ở vòng 1 của hệ mặt trời thì mới biết được một phần tỷ của Đức Phật mà thôi, thì làm sao so sánh với thiên nhãn của Đức Phật được. 3. Huệ nhãn của Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy được cõi vô hình, thân cấu tạo bằng điện từ âm dương, biết rõ ràng từng loài. Còn con người khoa học chỉ có nhục nhãn. Người khoa học họ sử dụng bất cứ phương tiện gì, nếu nhìn được cõi vô hình thì trái đất này bị hủy diệt ngay, thì làm sao so sánh với sự hiểu biết của Đức Phật được. 4. Pháp nhãn của Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy sinh diệt vật nhỏ nhất là nguyên tử, lớn lao là hành tinh, không sai sót chút nào, rõ ràng từng ly từng tí. Còn con người khoa học chỉ có nhục nhãn. Người khoa học họ sử dụng bất cứ phương tiện gì thì cũng chỉ nhìn được sinh diệt của vài loài, nhỏ thì như vi trùng, còn các loài lớn hơn như cây cỏ, hoa lá, con người, vân vân, thì làm sao các nhà khoa học so sánh với sự hiểu biết của Đức Phật được. Hơn nữa, khi loài người sản xuất ra được bom quang tử thì đã tiêu diệt nhau rồi, thì làm sao loài người tiến xa hơn 16% của Đức Phật thấy và biết được. 5. Nhục nhãn của Đức Phật. Con mắt thịt của Đức Phật nhìn không dính bất cứ thứ gì ở trái đất này, như tiền tài, danh lợi, địa vị, chức tước, quyền uy, vật chất âm dương, vân vân. Còn con người khoa học thì dính tất cả, tiền tài, danh lợi, địa vị, chức tước, quyền uy, vật chất âm dương, vân vân. Thì thử hỏi các nhà khoa học làm sao sánh bằng Đức Phật được. Hơn nữa, loài người sử dụng tối đa 4 thứ tánh của con người gồm: 1 là tưởng, tưởng tượng đủ thứ; 2 là tham, muốn đem trái đất này về riêng cho họ, muốn đem các hành tinh chung quanh cũng về cho họ; 3 là ác, muốn chửi ai thì chửi, muốn lấy của ai thì lấy, muốn cướp của ai thì cướp, vân vân; 4 là kiến chấp, cho ta là tài ba, là giỏi nhất, vân vân. Thì thử hỏi làm sao có nhà khoa học bằng Đức Phật được mà so sánh với Đức Phật. 6. Tam minh của Đức Phật. Đức Phật minh một, thiên nhãn minh của Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy rõ cả một tam giới như trong lòng bàn tay của Đức Phật. Còn các nhà khoa học chỉ nhìn thấy vài hành tinh vật tư thì làm sao sánh được với cái minh một của Đức Phật được. Đức Phật minh hai, lậu tận minh của Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy tận cùng hữu dụng vật chất ở trong trái đất và trong không gian, thấy và biết toàn diện. Còn các nhà khoa học mới biết được vài viên nguyên tử, điện tử, plasma, vân vân, thì làm sao sánh được với sự hiểu biết của Đức Phật. Đức Phật minh ba, túc mạng minh của Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy đầy đủ tất cả những gì có ở trái đất này, không thiếu sót một vật gì, dù là một nguyên tử, hai điện tử, vân vân. Còn các nhà khoa học họ chỉ mới biết được vài thứ kim loại và hóa chất, vân vân, thì làm sao sánh với Đức Phật được. Lục thông. Đức Phật thông một, mắt Đức Phật nhìn thông qua tường vách, vân vân. Còn các nhà khoa học nhìn không qua được tấm giấy mỏng thì làm sao so được phần thông một của Đức Phật. Đức Phật thông hai, tai Đức Phật nghe thông trùm khắp trái đất, tam giới và Phật giới. Còn các nhà khoa học chỉ nghe thông trùm khắp trái đất, giỏi lắm là vài hành tinh gần trái đất này mà thôi, thì làm sao sánh được phần thông hai của Đức Phật. Đức Phật thông ba, mũi Đức Phật ngửi thông tận cùng tất cả các mùi. Còn các nhà khoa học ngửi chỉ bằng 1% của Đức Phật thôi, thì làm sao sánh được phần thông ba của Đức Phật. Đức Phật thông bốn,
miệng Đức Phật niệm thông tận cùng tất cả các vị. Còn các nhà khoa học niệm chỉ bằng 1% của Đức Phật thôi, thì làm sao sánh được phần thông 4 của Đức Phật? Đức Phật thông 5. Ý Đức Phật biết thông được suy nghĩ tất cả những người xung quanh ở trái đất này. Còn các nhà khoa học không thông được suy nghĩ người đứng sát bên mình, thì làm sao sánh được phần thông 5 của Đức Phật? Đức Phật thông 6. Thân Đức Phật xúc chạm thông được tận cùng của vật chất. Còn các nhà khoa học không thể xúc chạm thông được tận cùng của vật chất, thì làm sao sánh được phần thông 6 của Đức Phật? Về câu hỏi hiệu suất sử dụng 10% não bộ của con người, có phải ý cháu muốn hỏi là não bộ của con người thời kỳ đồ đá, đồ đồng, thời nguyên tử hiệu suất không thay đổi, luôn giống nhau, cớ sao không tiếp thu văn minh của người thời kỳ nguyên tử, có phải vậy không? Bác Nhân trả lời câu này: cháu phải biết não bộ con người hoạt động theo cơ chế đối cảnh, tức theo từng hoàn cảnh đối diện. Vì thế mà não bộ của con người phải biến chuyển theo thời kỳ đồ đá, đồ đồng, thời nguyên tử. Khi loài người sống vào thời kỳ văn minh nguyên tử, đột nhiên mọi thành tựu đều bị xóa hết, trở lại sống thời kỳ đồ đá, thì tất cả vật chất văn minh đều mất hết trong vòng 100 năm thôi. Những gì mà con người tạo ra thời kỳ văn minh nguyên tử hoàn toàn biến mất. Thì thử hỏi, não bộ của con người 100 năm sau này có còn biết những gì của 100 năm trước không? Chớ nói chi thời kỳ đồ đá trải qua 3.000 năm. Bác đưa cụ thể hai trường hợp như sau. Trường hợp 1, bộ não con người thì ai cũng cấu trúc như nhau. Như có gia đình nọ, có hai người con. Cha mẹ hai người này cho đi học mỗi người một nghề. Người anh thì học nghề bác sĩ. Bộ não người anh này chứa toàn là vi trùng và các thứ bệnh. Người em thì học nghề kỹ sư. Bộ não người em này chứa toàn là các thứ sắt, thép. Hai anh em nhà này cũng cùng là bộ não cha mẹ sinh ra, tức giống như nhau. Tại sao có sự sai biệt này? Tại vì hai bộ não này nó chứa theo học thức của mỗi con người, nên có sai biệt như vậy. Trường hợp thứ hai, cũng cùng cha mẹ sinh ra. Người anh đi học đến tiến sĩ thì bộ não chứa những học thức cao. Còn người em chỉ học đến lớp 12/12 là nghỉ học. Thì hai bộ não này cũng hoàn toàn khác nhau. Để kết thúc câu hỏi một này, bác Nhân trả lời cho cháu Nguyễn Quang Trung biết về việc cháu thắc mắc bộ não có 3 thời kỳ hiệu suất giống nhau không thay đổi, nhưng tại sao không phát ra kiến thức của người văn minh? Bác nói tóm gọn, cấu trúc bộ não con người thì ai cũng giống ai. Một, giải theo khoa học, bộ não con người có kiến thức là do học thức thu nạp vào. Bộ não nào học nhiều thì kết nạp kiến thức vào nhiều. Hai, còn giải theo đạo Phật có học vật lý thiền tông, thì bộ não của mỗi người muốn thu nhập vào thì có 3 yếu tố. Yếu tố 1, bộ não của mỗi người có đến 10 tần số điện từ âm dương. Bộ não nào có tần số âm dương 10/10 hay 9/10, thì bộ não này rất dễ kết nạp học thức vào. Bộ não nào có tần số âm dương 5/10, thì khó mà thu nạp kiến thức học hỏi vào được, vân vân. Yếu tố 2, bộ não của mỗi người ai cũng mang nghiệp. Chính cái nghiệp này làm cho tần số âm dương cao hay thấp, tức nặng hay nhẹ. Yếu tố 3, bộ não của người mang nghiệp nhẹ thì tiếp thu dễ hơn. Bộ não của người mang nghiệp nặng thì tiếp thu rất khó. Trên đây là cơ bản về bộ não của mỗi con người. Còn nói đến hiệu suất sử dụng bộ não của con người, bộ não của mỗi con người ai cũng có kiến thức hiểu hữu dụng vật chất ở trái đất và không gian đầy đủ là 100%. Nhưng khi bộ não con người khám phá và sử dụng hữu dụng vật chất trong trái đất và không gian đến 10%,
thì trái đất bị ô nhiễm nặng rồi, khiến cho con người sinh ra các thứ bệnh, ngành y tế phải phát triển theo. Nếu bộ não con người hiểu 15% hữu dụng của trái đất và không gian, thì trái đất này sẽ bị hủy diệt ngay, đưa con người trở lại sống vào thời kỳ đồ đá. Vì vậy, bộ não con người không thể hiểu hữu dụng của trái đất và không gian hơn 20% được. Câu 2. Thưa bác, con người chỉ có thể sử dụng 10% hiệu suất của bộ não ở thời kỳ nào? Có phải do điện từ âm dương đã giới hạn hiệu suất này hay không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 2 của Nguyễn Văn Trung. Con người chỉ có thể sử dụng 10% hiệu suất của bộ não ở thời kỳ nguyên tử thôi. Không phải do điện từ âm dương giới hạn hiệu suất của bộ não 10%, mà là do tánh ác của con người giới hạn hiệu suất này. Vì sao? Vì tánh ác của con người vừa hiểu được công dụng của trái đất và không gian qua 10%, là trái đất bị chao đảo rồi. Vì vậy, khi bộ não con người hiểu được sự thật ở trái đất và không gian, là trái đất bị hủy diệt liền. Câu 3. Thưa bác, con người ngày nay muốn thấy các hành tinh phải dùng viễn vọng kính phóng đại lên hàng tỷ lần. Còn Đức Phật thì dùng thiên nhãn thông qua nhục nhãn là đã có thể thấy được. Như vậy, phải chăng ngũ nhãn tam minh lục thông của một vị Phật là do điện từ quang phát ra công suất mạnh hơn, phá được bức màn vô minh của lực xoáy điện từ âm dương đang bủa vây các căn của thân tứ đại, có phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 3 của Nguyễn Văn Trung. Cháu phải biết, vị Phật là vị toàn năng toàn giác, tức việc gì cũng làm được, việc gì cũng biết hết. Vì sao Đức Phật thực hiện được việc này? Vì Đức Phật có 3 phần như sau. 1. Ngũ nhãn, Phật nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, nhục nhãn. 2. Tam minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, túc mạng minh. 3. Lục thông, 6 thông suốt, mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân. Vì vậy, chuyện Đức Phật nhìn các hành tinh trong tam giới này là chuyện nhỏ. Đức Phật chỉ cần sử dụng con mắt Phật là đã phá được vô minh của điện từ âm dương ở trái đất và tam giới này. Không cần đến 4 nhãn kia, cũng như tam minh và lục thông. Câu 4. Điện từ quang có phát ra sóng như điện từ âm dương không? Và con người trong tương lai có thể nhận diện được điện từ quang không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 4 của Nguyễn Văn Trung. Điện từ quang là điện từ một cực thôi, không có điện từ âm dương trong đó. Khi loài người văn minh lên cao nữa, chế tạo ra được kính hiển vi điện tử, thì nhìn thấy tánh Phật điện từ quang này. Câu 5. Các vị tu hành các pháp môn khác, họ có thể có được thiên nhãn, huệ nhãn hoặc vài cấp bậc trong 18 bậc thần thông của A-la-hán. Vậy ngoài việc được các thánh giúp đỡ, thì con người có cách nào để tự kích hoạt cho bộ não tăng hiệu suất hoạt động lên thêm vài phần trăm nữa hay không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 5 của Nguyễn Văn Trung. Các vị tu hành các pháp môn khác, họ không có thiên nhãn được. Họ chỉ có huệ nhãn thôi. Họ có cao nhất là 2 phép thần thông A-la-hán, chứ không đạt đến 18 phép thần thông được. Còn chuyện kích hoạt bộ não tăng hiệu suất hoạt động lên thêm vài phần trăm là không thể được. Câu 6. Các nhà khoa học đo được các bước sóng khi bộ não hoạt động. Vậy, những người có khả năng tha tâm thông nhận biết suy nghĩ của người khác là do vận hành theo cơ chế bắt sóng não phải không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 6 của Nguyễn Văn Trung. Các nhà khoa học đo được các bước sóng khi bộ não hoạt động là nhờ làn sóng điện bóp quả tim nên họ mới đo được. Những người có khả năng tha tâm thông này là họ nhờ thập đội thánh giúp họ, chứ không phải tự họ thực hiện được. Câu 7. Thưa bác, các trung ấm thân, các loài vô hình, các vị Bồ Tát tầm thinh khắp ta bà, thân của họ bằng điện từ, không phải bằng thân tứ đại, tức không có bộ não và lực căn. Vậy họ nghe và thấy được là thông qua điều gì ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 7 của Nguyễn Văn Trung. Bộ não và lục căn của trung ấm thân cấu trúc bằng điện từ âm dương biến thể,
còn trong sức hút mạnh của điện từ âm dương của trái đất. Còn bộ não và lục căn trung ấm thân của các vị Bồ Tát cấu trúc bằng điện từ âm dương 12 màu sắc. Trong tam giới này, màu sắc có đầy đủ là 12 màu. Còn thêm nữa là từ 12 màu làm lợt hay tăng lên mà thôi. Các vị Bồ Tát sử dụng nhĩ căn và nhãn căn là nhờ 12 màu này mới thấy xa và nghe xa, nên mới cứu nạn cứu khổ con người được. Câu 8. Thiền tông không nói chuyện quá khứ, vị lai, không tiên tri, bói toán, vân vân. Nhưng Đức Phật Thích Ca khi giảng dạy về Phật Pháp, Ngài hay dẫn giải các câu chuyện nhân quả trong quá khứ của chính mình hoặc của người khác. Con vẫn biết rằng đối với một bậc toàn năng toàn giác thì cái gì cũng biết. Nhưng ai hoặc điều gì đã giúp Đức Phật thấy được các hình ảnh quá khứ đó? Xin bác hãy lý giải điều này cho con trên phương diện khoa học và thiền tông ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 8 của Nguyễn Văn Trung. Đức Phật là vị toàn năng toàn giác, đâu có cần ai giúp đỡ phần này. Đức Phật chỉ nhờ ban thần thánh tiên ở trái đất giúp Phật, để không cho những vật và những vị thập loại thánh ở trái đất này phá Đức Phật thôi. Chuyện quá khứ và tương lai thì vị Phật tự biết hết, không ai giúp đỡ. Câu 9. Hiện tượng cô hồn nhập vào một con người bình thường để xưng này, xưng kia có phải được thực hiện bằng cơ chế gọi là bắn điện từ âm dương không ạ? À? Nếu phải, xin bác giải thích rõ hơn về cơ chế này. Nó có giống với hiện tượng thu phát giao thoa sóng não hay không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 9 của Nguyễn Văn Trung. Cô hồn nhập xác người gọi là cô hồn nhập xác, không phải bắn điện từ âm dương. Câu 10. Vậy chư Phật phân thân, ứng thân, hóa thân vào một con người tứ đại để dạy đạo, thông qua cơ chế nào của điện từ quang ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 10 của Nguyễn Văn Trung. Chư Phật phân thân, ứng thân, hóa thân vào trái đất bằng hình tướng của điện từ âm dương để dạy đạo, chứ không phải mượn thân con người. Câu 11. Thiền tông nói, thân người và tánh người chỉ là công cụ cho tánh Phật, tánh tiên, tánh thánh và tánh cô hồn. Vậy đối với một vị toàn năng toàn giác, Ngài sử dụng tánh nào trong quá trình dạy đạo ở trái đất này? Khi muốn sử dụng tánh nào thì Đức Phật sẽ làm sao, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 11 của Nguyễn Văn Trung. Đối với một vị toàn năng toàn giác, Ngài phải sử dụng thân và tánh người để dạy đạo ở trái đất này qua công thức mượn thân và tánh người. Nhưng phải nhờ cả một hệ thống tạo thiên và lập địa ở trái đất này. Câu 12. Bộ não của một con người tứ đại khi tiếp nhận điện từ âm dương từ các loài vô hình hoặc điện từ quang của chư Phật thì sẽ có hiệu ứng như thế nào và biểu hiện bên ngoài có gì đặc biệt không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 12 của Nguyễn Văn Trung. 1. Tánh Phật mượn thân và tánh người thì ẩn vào trung tâm não bộ của con người, điều khiển tánh và thân người. 2. Tánh cô hồn đè ép tánh Phật phải làm theo tánh cô hồn, làm theo cái tưởng của con người. 3. Tánh thánh và tánh tiên chỉ đứng bên ngoài nhắc nhở tánh Phật mà thôi. Câu 13. Thưa bác, thành Phật ở cõi trời đâu xuất, thành Phật nhân ở trái đất và trở thành kim thân Phật khi trở về Phật giới có sự giống nhau và khác nhau như thế nào ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 13 của Nguyễn Văn Trung. Ba phần này khác nhau. Thành Phật ở cõi trời đâu xuất là tánh Phật được vị kim thân Phật dạy và hỗ trợ Phật nhãn của tánh Phật này mở ra. Tánh Phật này thấy và biết toàn diện ở tam giới gọi là thành Phật. Nhưng vì tánh Phật còn ở trong tam giới nên được gọi là Bồ Tát, tức giác ngộ còn ở trong thế giới vật lý điện từ âm dương. Thành Phật nhân ở trái đất là nhận ra tánh Phật của chính mình. Thành Phật ở Phật giới là mang kim thân Phật mới gọi là thành Phật. Câu 14. Thưa bác, một tánh Phật phải mang công đức trở về Phật giới mới có thể trở thành kim thân Phật. Khi muốn vào tam giới này, các ngài chỉ có thể phân thân, hóa thân, ứng thân mà thôi. Vậy khi ngài Thích Ca Văn tuyên bố ta đã thành Phật từ nhiều kiếp trước, là do chính ngài Thích Ca Văn nói
hay do một vị Phật khác ứng thân vào Thích Ca Văn để chỉ dạy về công thức giải thoát ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 14 của Nguyễn Văn Trung. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi câu: Thích Ca Văn tuyên bố ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước. Câu này các dịch giả dịch sai. Nguyên văn Đức Phật Thích Ca nói: ta đã thành Phật từ nhiều đời trước. Tức tính theo trái đất này thì Thích Ca đã mở Phật nhãn toàn diện vào khoảng 700 năm trước khi Ngài tái sanh vào trái đất, tính ra cũng khoảng 7 đời trước đó. Câu này chính Đức Phật Thích Ca nói. Vì sao Ngài nói được câu này? Là vì Ngài là Bồ Tát Thường Hộ Minh, là Thái Tử, con của Chúa Trời Thường Hộ Quân, cai quản nước trời Đâu Xuất. Ngài vào trái đất này để lập ra Đạo Phật, được cả một hệ thống từ bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cho phép, nên cả một hệ thống thần thánh tiên ở trái đất này giúp đỡ, nên Ngài mới thành lập Đạo Phật được. Nếu không có hệ thống này thì ở trái đất không ai cho Ngài lập ra đạo đâu, chứ không có ứng thân hay quá thân gì cả. Câu 15. Đức Phật dạy năm pháp môn vật lý thì rất dễ, số người tạo nhân quả để đi theo luân hồi trong các pháp môn này thì rất nhiều. Còn khi dạy về pháp môn thiền tông thì lại rất khó, số người thành tựu để trở về Phật giới thì rất ít. Thưa bác, tại sao Đức Phật lại bị cản trở trong quá trình dạy pháp môn thiền tông này? Việc chư Phật đưa một số ít tánh Phật có công đức trở về Phật giới có gây ra điều gì cho thế giới vật lý này không? Mà tại sao tập đoàn Thánh Lang Thang lại quyết phá cho bằng được? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 15 của Nguyễn Văn Trung. Cháu hỏi như vậy là cháu chưa hiểu tổ chức của trái đất cũng như tam giới này nên mới hỏi như vậy. Phần này sâu xa lắm, rất dài dòng. Bác không thể trả lời cho cháu vài dòng chữ mà cháu hiểu được. Vậy cháu đợi khi nào quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được xuất bản ra, bác tặng cho cháu một quyển. Cháu sẽ biết tất cả ở trái đất này, dù hữu hình hay vô hình. Câu 16. Thưa bác, tột cùng của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam là nói về vấn đề gì? Làm sao để một con người bình thường có thể thấu hiểu được sự tột cùng này? Nếu hiểu được sự tột cùng này thì có lợi ích hay nguy hiểm gì đối với người học thiền tông không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 16 của Nguyễn Văn Trung. Tột cùng của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam là trình bày sự thật các phần như sau: tổ chức càn khôn vũ trụ, tổ chức Phật giới, tổ chức tam giới, tổ chức cõi vô hình, tổ chức các đạo, quy luật nhân quả luân hồi, công thức giải thoát, vân vân. Tất cả đều nằm trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, mà ở thế giới này không ai dám nghe sự thật ở trái đất này. Câu 17. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa lý giải một cách hoàn thiện về khái niệm không gian và thời gian. Trên phương diện Thiền Tông, bác có thể giải thích hai khái niệm này để các nhà khoa học có thể nương vào đó mà có một phương pháp luận đầy đủ và chặt chẽ hơn không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 17 của Nguyễn Văn Trung. Như cháu đã biết, không gian là khoảng không, chứa rất nhiều bí ẩn trong đó. Mà chỉ có các nhà khoa học có nhiệm vụ lấy những vật chất bí ẩn mà thôi. Còn thời gian ngắn là chu kỳ của trái đất quay một vòng 365 ngày. Còn thời gian trung bình là tuổi thọ của trái đất 10 tỷ năm. Còn thời gian dài thì không ai biết được. Còn thời gian vô tận thì thôi, không ai hiểu nổi. Câu 18. Có nhiều người cho rằng học thiền tông chỉ cần hiểu thấu đáo công thức trở về Phật giới và cố gắng tạo công đức là đủ, không cần tìm hiểu nhiều về các vấn đề khác mà thiền tông đề cập đến, nhất là không cần sa đà vào các câu hỏi mang tính giải mã các vấn đề của thế giới vật lý. Thưa bác, theo bác thì người học thiền tông nên như thế nào là thực tế và hiệu quả nhất ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 18 của Nguyễn Văn Trung. Học thiền tông này có hai dạng. Dạng một, học để trở về Phật giới thì chỉ cần học công thức căn bản để trở về Phật giới là đủ.
Dạng hai, học để trở thành là một thiền tông sư thì phải học cho rõ thông tất cả những gì có ở trái đất, tam giới, vật giới và càn khôn vũ trụ, vân vân. Bác cũng lưu ý, muốn làm một thiền tông sư thì phải hiểu hai phần. Có nhiệm vụ thì mới học, không nhiệm vụ thì không cần học. Dù có quyết chí đến đâu cũng không thành công được. Câu này trong số những người tu thiền tông chỉ có vài người biết được mà thôi. Câu 19. Thưa bác, Kinh Vệ Đà thuộc về tôn giáo của giới Bà La Môn tại Ấn Độ, đã tồn tại hơn 1.000 năm trước khi Đức Phật ra đời. Kinh này gồm hơn 2.000 bài, bao gồm 4 tạng là tạng ca tụng, tạng thần chú, tạng công thức nghi lễ và tạng thuyết giáo, được phổ biến và lưu truyền trong giới tu sĩ thượng lưu qua mấy ngàn năm nay, đến giờ vẫn là tôn giáo trọng yếu của Ấn Độ. Thế nhưng các tu sĩ Phật giáo trong nước ta chỉ vì muốn phủ nhận sự tồn tại của huyền ký nên cứ một mực cho rằng thời Đức Phật không có chữ viết. Xin bác giải thích về thái độ này của các vị ấy ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 19 của Nguyễn Văn Trung. Những vị muốn phủ nhận sự tồn tại của huyền ký chỉ là số ít thôi. Các vị nói thời Đức Phật không có chữ viết, các vị này chưa học qua lịch sử chữ viết nên mới nói như vậy. Câu 20. Nước Việt Nam ta là nước vô cấu, là nước rồng, là nơi mà chư Phật đã định vị để pháp môn thiền tông phổ biến tại đây. Cho nên bảo vệ đất nước được bền vững cũng là để bảo vệ pháp môn thiền tông được phổ biến lâu dài. Vậy, những người làm điều gây nguy hại cho đất nước, cho dân tộc thì có bị xem là gây ác đức không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 20 của Nguyễn Văn Trung. Theo quy luật nhân quả ở trái đất này, người nào làm nguy hại đất nước đều là có tội với đất nước hết. Câu 21. Mỗi một bộ kinh của Đức Phật truyền lại đều ẩn chứa một phần thông điệp của pháp môn thiền tông. Vậy xin bác giải thích cho con biết thực chất về kinh Vu Lan. Kinh này có truyền tải thông điệp gì liên quan về thiền tông không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 21 của Nguyễn Văn Trung. Thực chất kinh Vu Lan là dạy con người sống trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Mục đích kinh Vu Lan là kinh dạy có hai ý. Một, phải nhớ tổ tiên. Hai, phải nhớ nguồn cội và nòi giống. Đây là thông điệp của vị Phật dạy về gia đình và tổ quốc. Bác Nhân cảm ơn cháu Nguyễn Văn Trung đã hỏi. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn bốn vị đã gửi các câu hỏi về ban quản trị chùa, nhờ bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời những thắc mắc của bốn vị, cũng là thắc mắc của các Phật tử, Phật gia, thiền gia ở khắp mọi miền của đất nước, cũng như các Phật tử là kiều bào ở nước ngoài. Mọi thắc mắc về pháp môn thiền tông thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau. Số điện thoại 1 0792 400 843, nhận câu hỏi thiền tông 1. Số điện thoại 2 0878 912 953, nhận câu hỏi thiền tông 2. Hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông2013@gmail.com. Về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau. 1. Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về pháp môn thiền tông học này. 2. Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng. 3. Kèm theo tấm ảnh màu 4x6cm. 4. Những câu hỏi hay được ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng thiền tông.com để nhiều người biết. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu